Tập 7. Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu ai mà còn không theo anh thì chính là đứa ngốc. Câu nói này quá tuyệt vời, kinh điển, dễ trồng thêm mắt. Đi, chúng ta lên xe, được không? Alo, Hạnh, mẹ vừa mơ thấy ác mộng. Con nghe mẹ nói này, giờ cứ cách một tiếng là con phải nhắn tin cho mẹ. Nếu không mẹ không yên tâm nổi. Còn nữa, nếu con mà bị người ta bắt cóc, con phải gửi số điện thoại cho mẹ ngay lập tức. Nhưng đừng có giết Thuận, phải giết ngược lại, lộn ngược số điện thoại của con lại. Như vậy mẹ liền biết con bị bắt cóc, mẹ sẽ đi báo cảnh sát. Nếu con mà bị bắt cóc, làm gì còn cơ hội gửi số điện thoại cho mẹ chứ. Mẹ mau ngủ đi. Không sao đâu mà. Con nhóc này, tên Lâm Nhất Bình đó đúng là tên hại người mà. Xong rồi sao? Bàn giao xong rồi, không có việc gì hết. Chắc là không tốn nhiều tiền. Tiếp theo chính là những tin tức vô cùng vui vẻ. Đầu tiên, Đinh Học Kỳ Anh đã hoàn thành xong việc quan trọng nhất đời anh. Đó chính là theo đuổi được người anh yêu Dương Tiểu Hạnh. Việc thứ hai chính là anh phải khiến cho Dương Tiểu Hạnh của anh hạnh phúc. Anh muốn lập nghiệp. Anh lập nghiệp sao đây? Em đoán xem. Sao em đoán được chứ? Thương mại điện tử, quy động vốn. Thương mại điện tử, quy động vốn. Anh muốn thành lập một đoàn đội riêng. Sau đó còn vốn khởi nghiệp sẽ quy động vốn. Tất nhiên bản thân anh cũng sẽ bỏ vào một phần. Lâm Nhất Bình phải làm sao? Vì cơ Lâm Nhất Bình. Em không sao đấy chứ? Lâm Nhất Bình có liên quan gì đến anh? Giờ anh ta là bệnh nhân, anh ấy làm những gì không thể lý giải. Đúng, nếu giờ anh ta biết anh khởi nghiệp, chắc chắn sẽ hại anh. Dọa chết anh. Anh còn tưởng em nói anh lập nghiệp với anh ta. Đúng, anh ta có bệnh. Anh ta có vấn đề rất lớn, bị thần kinh. Vì thế anh ta nên đi chữa bệnh. Không phải chữa bệnh ở đâu chứ? Em hỏi anh. Anh hỏi ai đây? Anh nói xem, hay là hai chúng ta giúp anh ta tìm một chuyên gia tâm lý hỏi bệnh chút. Em nói thật à? Thật mà. Em yêu, đến chuyện này mà em cũng quản sao? Lâm tổng, anh gọi tôi. Đã làm xong thủ tục chưa? Xong rồi ạ. Xin lỗi Lâm tổng, lần này tôi không thể ngồi cùng thuyền với anh được rồi. Không sao, con thuyền lớn này của tôi cũng sắp chìm rồi. Mọi người tự cứu lấy mình cũng là hợp tình hợp lý. Nào Chân Bằng, ngồi đi. Ngồi ngồi. Chân Bằng à, chúng ta làm việc với nhau đã lâu. Nếu anh vẫn còn để tâm đến mối duyên phận giữa hai ta, anh nói thật tôi biết. Người đưa tài liệu cho Đinh Học Kỳ là ai? Ngồi ngồi ngồi. Cổ phần của anh, tôi đổi toàn bộ tiền mặt cho anh. Anh là người duy nhất trong công ty nhận được đãi ngộ này. Cái này, hãy tranh thủ lúc tôi còn đưa ra tiền mặt. Lâm tổng, nhưng cũng phải xem những gì anh nói có giá trị hay không đã. Tiền đúng là một thứ tốt đẹp. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thiên kinh địa nghĩa. Vì vậy anh không cần đố kỵ gì cả, cứ nói thẳng. Cuộc sống thực tế chính là vậy.
Lâm Tổng, thực ra mọi chuyện là do ba của Phạm Tử Ngọc. Tại sao bọn họ không trực tiếp ra tay mà lại lợi dụng Đinh Học Kỳ? Nếu khiến anh thực sự nổi giận thì có thể giải quyết luôn Đinh Học Kỳ. Tôi sẽ được ghi danh trong tù sao? Dân Bằng, nếu công ty lên sàn thành công thì những gì anh nhận được không chỉ có từng này. Bọn họ cho anh nhiều hơn sao? Lâm Tổng, thật ra tôi chỉ đưa cho ba Phạm Tử Ngọc một số manh mối thôi. Còn về tình hình tài vụ của Lucky Luke đều là do ông ta phái người khác điều tra. Lâm Tổng, anh không đấu nổi đâu. Ra ngoài. Cút. Cảm ơn Lâm Tổng. Phạm Tổng, Lâm Nhất Bình đến rồi. Chú Phạm, Lâm Nhất Bình, cậu còn dám đến gặp tôi? Những điều hôm nay cậu gặp phải đều là báo ứng cậu đáng nhận được. Bởi vì cậu nên con gái tôi mới phải chịu sự đau khổ lớn đến như vậy. Tôi không biết về sau nó có thể sống như một người bình thường hay không, nhưng tôi biết mọi chuyện đều do cậu mà ra. Chú, con biết sai rồi. Lần này con đến chính là muốn bồi tội. Bồi tội? Bồi tội thế nào? Chú, mặc dù lần lên sàn này của Lucky Club thất bại, các hạng mục cũng phá sản, nhưng trong tay con vẫn còn có chút tài khoản. Cậu đã sớm vỡ nợ rồi. Cậu tiêu rồi. Chú, con không dám nói dối trước mặt chú. Chú xem cái này đi. Đây là đầu tư tư nhân của con, đã sắp có lợi nhuận rồi. Hơn nữa là lợi nhuận cực lớn. Chú, nếu giờ con tuyên bố phá sản, tiến hành thanh toán, mức nợ chắc chắn sẽ vượt mức cảnh báo, vượt mức báo động. Đúng. Vậy cậu tính làm gì? Chú, con muốn đưa toàn bộ tài sản, toàn bộ chuyển nhượng cho chú. Nếu chú đồng ý tiếp tay, sau khi xử lý số tiền bẩn này, chắc chắn sẽ còn lại lãi hơn 3.000 vạn. Lãi 3.000 vạn? Cậu nợ cho tôi sao? Chú còn biết, dù con không đưa cho chú thì chú cũng sẽ lấy đi. 3.000 vạn này cũng không phải của con. Nếu con đã đưa cho chú thì thể hiện con muốn xin lỗi chú. Con tự nguyện đầu hàng, nhận sự trừng phạt của chú. Nhận sự trừng phạt của tôi. Cuối cùng cậu cũng biết mình triệt để toi đời rồi sao? Cậu muốn dứt cục diện rắc rối đó cho tôi, bố thí thêm 3.000 vạn rồi muốn tôi bỏ qua cho cậu sao? Chú, con biết bản thân sai rồi,
Lần này con qua đây là muốn sám hối. Xin chú hãy tha thứ cho con. Tha thứ. Lâm Nhất Bình, Phạm Tông Hán tôi chinh chiến cả đời, tiền không là gì với tôi cả. Nhưng cậu biết, Tử Ngọc là cốt nhục duy nhất của tôi. Giờ nó sống không bằng chết, cậu biết không? Chú, con biết sai rồi. Xin chú hãy cho con cơ hội. Con nhất định sẽ sửa. Lúc trước con không hiểu chuyện, con hại chú, hại Tử Ngọc. Chú, con nguyện ý bồi thường. Bồi thường cho chú, bồi thường cho Tử Ngọc. Chú, dù bây giờ chú có giết con thì cũng chả có ích gì cả. Hơn nữa, Tử Ngọc đã trở về rồi. Sao cơ? Đứng dậy. Chú, tình hình của Tử Ngọc hiện tại không hợp để về nước. Hơn nữa, về sự an toàn của cô ấy, chú có phải nên khuyên cô ấy không? Chú, vậy con đi trước. Tạm biệt cô, chào con. Tạm biệt cô, chào con. Ngày mai đừng đến muộn nhé. Đinh Đinh, chị về rồi sao? Hỏi em chuyện này, em có biết chuyên gia về tâm lý học nào không? Tâm lý học? Sao vậy chị? Trị bệnh cho Lâm Nhất Bình, chữa khỏi cho anh ta thì anh ta cũng hết phiền lo. Chủ ý của ai mà tuyệt vời quá vậy? Nhưng em thấy mọi người chúng ta ai cũng có bệnh. Chị nói xem ai mà không bệnh chứ? Không bệnh vẫn là người sao? Có vậy em cũng am hiểu phết đó. Có bạn nào không? Giới thiệu cho chị đi. Để em xem. Tác giả của quyển sách này chính là tiến sĩ Hoàng. Ông là chuyên gia tâm lý vô cùng nổi tiếng trong và ngoài nước. Vậy hôm nay ông có thể ở đây diễn thuyết là một cơ hội vô cùng hiếm hoi. Vì vậy chúng ta rất hân hạnh được chào đón tiến sĩ Hoàng. Mời ông lên bục. Chào mọi người. Tôi rất vui khi có mặt tại đây để chia sẻ với mọi người về tâm lý học. Anh có thấy hôm nay thu hoạch được nhiều không? Thật sự quá may mắn. Sau khi nghe diễn thuyết của thầy ấy, tinh thần của em như được khai sáng vậy. Chúng ta thu hoạch cái này có lợi gì chứ? Em yêu, chúng ta chỉ cần trị khỏi bệnh cho Lâm Nhất Bình là được rồi. Chỉ cần nghĩ là gì chân gì quả, nghĩ vậy thôi là được rồi. Được không? Em không bệnh, anh cũng không bệnh. Không cần nghe những cái này đâu. Anh nói xem có thể để tiến sĩ Hoàng đó trị liệu cho Lâm Nhất Bình không? Anh thực sự thấy bản thân quá bi ai. Anh chỉ muốn yêu đương thôi mà sao lại? Giáo sư Hoàng, giáo sư Hoàng, thật ngại quá, làm phiền thầy rồi. Có thể nói chuyện không ạ? Ngại quá, ngại quá. Có vấn đề gì cứ nói. Tôi thấy bài giảng của thầy hôm nay thật sự rất là như này. Chúng tôi có một người bạn, tâm lý của anh ấy có chút. Chính là cậu cảm thấy người ấy có vấn đề tâm lý sao? Đúng, có vấn đề tâm lý. Hành vi của anh ta thật sự không thể lý giải. Tôi đã nghe xong câu chuyện của hai người. Tôi thấy hai người nói rất khách quan. Vì vậy tôi kiến nghị người bạn này của hai người hãy đi thử nghiệm liệu pháp trị liệu tâm lý. Dù sao cứ gây rối như thế cũng sẽ đem lại phiền phức cho mọi người. Hơn nữa hai người lo lắng cậu ấy sẽ dùng biện pháp trả thù. Vậy thì là vấn đề lớn rồi. Giáo sư Hoàng, thật sự cảm ơn thầy. Nếu thầy có thể giúp anh ấy trị liệu, thầy chính là đại ân nhân của chúng tôi.
Tôi có thể cho các người ý kiến. Giáo sư, anh nói một câu thôi, được không? Bao nhiêu tiền thì thầy có thể ra mặt giúp tôi chữa trị cho người bạn này? Xong rồi chứ. Giáo sư, bao tiền vậy à? Chứ không phải vấn đề tiền nông, cũng không phải tôi không có thời gian. Tôi chỉ là nghiên cứu lý thuyết và quảng bá khái niệm sức khỏe tâm lý. Còn về phương án trị liệu cụ thể ra sao, tôi không làm được. Vậy thầy có ai có thể giới thiệu cho chúng tôi không? Cái này tôi có thể giới thiệu cho mấy người một người. Cậu ấy họ Kim, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm thực tiễn vô cùng phong phú. Chỗ này giống bên Tây quá. Chả trách giáo sư lại bảo giáo sư Kim này thu phí hơi cao. Đắt hay không thì phải xem anh ta có xứng không. Như vậy anh sẽ vào thử trước. Nếu anh ta không được, chúng ta sẽ đi ngay. Được chứ? Không cần lãng phí thời gian. Đợi anh. Anh cũng sắp thành chuyên gia rồi đó. Chào anh. Xin chào. Cho hỏi đây là phòng thí nghiệm Học Minh. Hình như mình đến nhầm chỗ rồi. Ngại quá. Anh đến tìm giáo sư Kim để bàn vấn đề tâm lý đúng không? Đúng vậy. Vậy đúng rồi. Đây chính là nơi giáo sư Kim làm việc. Vì thế tôi muốn khống chế người phụ nữ ấy. Tôi không muốn cô ấy ở bên ngoài lại hẹn hò hay kết hôn với ai nữa. Làm gì cũng không được. Dù sao cũng phải thông qua tôi. Tôi còn ở trên mạng tung tin đồn của cô ấy. Tôi còn... Được rồi anh Đinh, mời đi cho. Xin lỗi sao cơ? Từ lúc anh bước chân vào đây thì đã bắt đầu bị chuyện rồi. Rất đặc sắc, rất logic. Nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh đã bán đứng anh rồi. Anh không hề thật lòng đến để tư vấn tâm lý. Xin lỗi, tôi rất bận. Tôi không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình cho một người như anh. Mời về cho. Thật xin lỗi. Trước tiên cho tôi xin lỗi anh. Đúng là tôi bị chuyện. Tôi đem câu chuyện của người khác nói lên bản thân mình. Thật xin lỗi. Đinh Học Kỳ, rất vui khi biết anh. Về chuyện này, ba mẹ tôi cũng rất lo lắng. Vì thế mới để hai chúng tôi xuất ngoại. Tôi cũng rất lo lắng. Nhưng không thể chỉ vì anh ta mà lại buông bỏ cảm giác của tôi được. Nhưng vì an nguy của gia đình, tôi không thể cứ mặc kệ. Giáo sư Kim, tôi thật sự không biết phải làm sao. Nếu mà anh ta đã muốn phạm tội thì đây là việc của pháp luật. Tôi không thể giúp được. Tôi không phải cảnh sát. Trước mắt nghề tâm lý học vẫn chưa được hoàn thiện. Càng không phải toàn năng. Có lẽ khiến hai người thất vọng rồi. Không không không. Chính là nếu có thể dùng kiến thức của tâm lý học ngăn cản anh ta phạm tội. Cũng có thể mà. Ngăn cản kiểu gì? Bởi vì chúng tôi cho rằng anh ta có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Vì vậy có thể do vấn đề đó nên anh ta mới phạm tội. Chúng ta có thể dùng kiến thức của tâm lý học giảng giải cho anh ta, trị bệnh cho anh ta. Thật xin lỗi, đã hết giờ rồi. Tôi còn cuộc hẹn khác. Giáo sư Kim, có thể giúp chúng tôi được không? Vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện hồi bé của anh ta em thật sự không biết. Anh ta rất ít khi nhắc đến. Lúc trước em cũng hỏi. Hỏi xong anh ta liền nổi giận. Vì thế em không hỏi nữa. Bao lâu anh ta gặp ba mẹ một lần? Ba của anh ta qua đời rồi. Mẹ thì sao? Mẹ của anh ta chắc là vẫn sống. Nhưng rất ít khi nhắc đến. Mẹ anh ta vẫn sống. Ý em là sao? Bởi vì anh ta nhắc đến nhiều nhất chính là mẹ anh ta đã bỏ rơi anh ta. Từ đó về sau cũng không nhắc lại. Sao vậy? Em đó, có từng gặp qua mẹ chồng cũ của mình chưa? Có hay chưa? Con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng mà. Anh cố ý hả? Đâu có, anh chỉ hỏi em gặp thôi chưa mà. Anh cũng đâu tức giận. Từng gặp qua chưa? Chưa gặp bao giờ. Em chưa gặp. Chưa. Em chưa từng gặp mẹ chồng mình.
Quá tốt. Anh thấy đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Không cần gặp, không cần. Được rồi. Vì em, người anh yêu nhất, anh quyết định sẽ giúp anh ta. Giúp thế nào? Còn phải hỏi. Tìm mẹ anh ta à? Tìm ở đâu đây? Anh từng có một người bạn. Cậu ta biết. Anh trai à, tôi thật sự không biết mẹ anh ta ở đâu đâu. Mẹ anh ta. Mẹ anh ta. Nghĩ kỹ thêm chút đi. Cậu nghĩ xem, cậu đối xử với tôi thế nào. Được rồi, cứ theo cảm giác này mà nghĩ đi. Mẹ anh ta ở đâu? Tôi nhớ là lúc mới vào làm ở công ty, sau đó có cùng mấy người đồng nghiệp đi ăn, uống cũng không ít rượu. Chúng tôi bắt đầu đóng cửa tám chuyện, nói chuyện của Lâm Nhất Binh. Lúc đó mới ly hôn với vợ cũ, chính là Dương Tiểu Hạnh. Tôi xin cậu đó. Câu hỏi của tôi là mẹ anh ta ở đâu? Anh trai, tôi thật sự không biết. Cậu lại nghĩ thêm đi. Cậu đối xử với tôi thế nào? Tôi có thể nghe ngóng giúp anh. Anh nói xem bà ấy có chịu gặp em không? Cần anh đi vào cùng không? Thôi đi, em tự vào. Thật sao? Nghe này, nếu chút nữa bầu không khí tốt đẹp thì em hãy nói nhiều chút. Còn nếu không tốt thì em chạy khỏi đó. Được rồi, anh đợi em ngoài này. Được chứ. Chúc em may mắn. Cảm ơn anh. Mẹ chồng cũ à? Xin chào. Xin chào. Tôi là mẹ của Lâm Nhất Binh. Tôi tên Lý Phương Giao. Chào bác, con tên Dương Tiểu Hạnh. Ngồi đi Tiểu Hạnh. Thật sự không ngờ đến bây giờ mới được gặp bác. Không thể trách con. Trước kia bác từng thấy ảnh của con, không ngờ người thật lại giống đến vậy. Bác thật không có phúc khí. Giờ con không còn là con dâu bác nữa rồi. Bác đừng nói vậy, đều là những chuyện đã qua. Thật giống. Giống. Sao bác lại có ảnh của con vậy? Đó không phải con. Đó là ảnh bác lúc còn trẻ. Khi vừa nhìn thấy con, bác liền nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ của bản thân. Thật xin lỗi, bác hơi kích động. Không đâu bác. Chúng ta thật sự quá giống nhau, như một khuôn đúc ra vậy. Con chưa từng biết chuyện này. Anh ấy cũng không nói gì với con. Tiểu Hạnh, có gì con cứ hỏi thẳng đi. Chắc chắn bác sẽ trả lời. Con muốn biết chuyện giữa bác và Lâm Nhất Binh rốt cuộc là thế nào. Bởi vì trước kia sau khi kết hôn, anh ấy chưa từng nhắc đến bác. Có lúc con có hỏi vài câu, anh ấy liền tức giận. Bác là qua mai mối, mới kết hôn với bà của Nhất Binh. Mọi người đều rất ngưỡng mộ chúng ta. Bác cũng nghĩ bản thân đã tìm được bến đỗ đời mình. Vì vậy, chúng ta đã rất nhanh kết hôn rồi sinh con. Sau khi sinh con thì những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Ba của Nhất Binh là một người đàn ông vô cùng truyền thống. Ông ấy cho rằng phụ nữ nên ở nhà chăm chồng dạy con. Nhưng bác không nghĩ vậy. Bác thích khiêu vũ. Bác yêu sự nghiệp của mình.
Không còn cách nào khác, bác chỉ có thể đề cập đến chuyện bác muốn quay lại sân khấu với ông ấy. Ba anh ấy phản đối sao ạ? Ông ấy không vui chút nào. Bác nhớ khi đó có một sự kiện quan trọng có thể quyết định cuộc đời bác, liên quan gì đến anh chứ? Đó là cuộc thi khiêu vũ. Bác đã dùng hết tâm huyết vào cuộc thi đó. Nhưng mà về nhà với anh trong cuộc thi, trong giai đoạn kiểm tra thẩm định, bác đột ngột bị loại khỏi danh sách. Họ nói bác tác phong không tốt, có quan hệ bất chính với bạn nhảy của mình. Bác không thể tham gia cuộc thi này. Bác luôn nghĩ rốt cuộc mình đã đắc tội với ai. Nhưng bác không ngờ người đẩy bác vào miệng lưỡi thế gian lại là người chồng của mình, là người đầu ấp tay gối với mình vào lúc quan trọng nhất. Ông ấy đã đâm một dao sau lưng bác. Bác không biết bác còn có thể tin ai trên đời này nữa. Chuyện là sao? Hai đứa các con muốn ly hôn? Đã xảy ra chuyện gì? Thời đại của bác ly hôn là một điều không dễ dàng, dây dò nhau rất lâu, nói chuyện, khuyên bảo, điều tra chính trị, kéo dài đến tận 3 năm, cuối cùng cũng có thể ly hôn. Nhưng 3 năm đó là một ảnh hưởng rất lớn đối với đứa trẻ. Đứa trẻ đó cũng học được cách dùng những thủ đoạn ấy để đối xử với vợ của mình. Nhìn bộ dạng em kìa, sao nhìn tang thương thế? Không phải anh nói rồi sao? Thấy không ổn thì ra đây ngay chứ. Xem em nói chuyện bao lâu rồi, còn đi ra với vẻ mặt u sầu này nữa. Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải tang thương mà là buồn. Buồn. Mẹ anh ta đã nói gì với em? Lên xe rồi nói. Em nói đi. Khi ba anh ta và mẹ anh ta ly hôn, ba anh ta kiên quyết không cho đứa con đi theo mẹ, thậm chí còn lấy cái chết ra dọa, bảo là có thể đưa con theo trừ khi ông ta và Lâm Nhất Binh đều chết. Điên rồi sao? Mẹ anh ta cũng hết cách, chỉ có thể đồng ý điều kiện rồi một mình rời đi. Mỗi lần bác đến thăm Nhất Binh, thằng bé đều rất vui. Mỗi lần bác nói bác phải đi thì nó liền ôm bác rồi nói: mẹ đừng đi, mẹ đừng đi. Bác nhớ nhất là có một lần khi bác vừa đến, thằng bé đã chạy dội xuống rồi đổ xăng lên chiếc xe đạp, sau đó xông ra phía cổng căm hận mà nói với bác: con biết bên ngoài có một chú đang đợi mẹ, con tuyệt đối không cho hai người thực hiện được ý đồ đâu. Bác bảo bác không có chú nào đợi mẹ cả, không có chú nào cả. Nó nói: ba còn nói vậy đó, chính vì mẹ có chú nên mới không cần con. Sau đó bác mới quay về khẩn cầu ba thằng bé: chúng ta tái hôn đi, hoặc là ông giao con cho tôi thật sự không chịu nổi nữa. Nhưng ông ta lại căm hận mà nói với bác: con trai vĩnh viễn hận bà. Nói bác về sau đừng bao giờ đến nữa. Chớp mắt đã qua hơn 20 năm. Về sau ba thằng bé qua đời, bác cũng muốn về nước. Mẹ, bác không ngờ nó sẽ đến đón bác. Lúc ban đầu bác ở nhà của bạn, sau đó có một ngày
Nó hỏi ba, hỏi bác hiện tại vẫn còn một mình đúng không? Bác nói phải. Rồi đột nhiên nó nói, vợ con muốn ly hôn với con. Cô ấy không chung thủy, muốn rời đi. Nhất Binh, có khi nào con hiểu lầm người ta không? Không thể nào. Mẹ bằng lòng sống cùng con không? Cái này, mẹ, nếu mẹ đồng ý ở với con, ở tại nhà con có thể để cô ấy đi, con sẽ ly hôn. Nhất Binh, con nói muốn mẹ ở cùng con sao? Vâng, ở cùng con sẽ phụng dưỡng mẹ, con sẽ chăm sóc cho mẹ. Mẹ, con không thể không có mẹ. Con muốn có mẹ, được không ạ? Vì sự trở lại của bác nên anh ấy mới đồng ý ly hôn. Đối với con đây là một sự giải thoát. Đối với mẹ con hai người mà nói cũng là chuyện tốt, đoàn viên. Nhưng sau đó không lâu, thằng bé đột nhiên lạnh nhạt với bác. Những sự mong chờ trước kia giờ đã không còn. Sau đó nó đưa bác đến viện dưỡng lão. Đã rất lâu rồi không đến thăm bác. Không cần biết hồi nhỏ làm Nhất Binh cực khổ bao nhiêu, nhưng giờ anh ta là người trưởng thành, anh ta phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Vậy anh nói xem người như anh ta còn cứu được không? Anh không biết cứu được không, hay chúng ta không ai nói trước được. Em hiểu không? Những gì mẹ Lâm Nhất Binh kể lại rất có thể là nguyên nhân hình thành nên tính cách của anh ta. Sự chiếm hữu của anh ta với cô thật ra được hình thành từ sự chiếm hữu hồi nhỏ đối với người mẹ. Anh ta bị mắc kẹt trong đó, không tự thoát ra được. Vậy anh ta có thể trở thành lại người bình thường không? Ý của bạn gái tôi là nếu anh ta tiếp nhận trị liệu có thể nào sẽ có chút thay đổi. Đúng, thay đổi. Điều này rất khó nói. Kết quả tốt nhất chính là Lâm Nhất Binh và đứa trẻ hư hỏng trong người anh ta triệt để tách rời, đem ký ức của anh ta từ trong cơ thể xóa đi hết. Chỉ có như vậy anh ta mới có thể trở nên bình thường rồi đối mặt với cuộc sống này. Tất nhiên đây sẽ là một quá trình chậm, hơn nữa còn rất gian khổ. Nhưng mà hai người muốn dùng cách thức trị liệu này để thay đổi nhân sinh quan của anh ta, từ đó tác động đến cuộc đời sao? Nói thật thì cách làm này tôi chưa gặp qua bao giờ. Có thể thành công hay không tôi cũng không thể đảm bảo. Anh yên tâm, dù thất bại hay thành công, chúng tôi cũng không từ bỏ anh ấy, cũng sẽ không ngồi nhìn không quản. Được, nếu hai người đã kiên quyết như vậy, vậy cứ để anh Lâm Nhất Binh tiếp nhận trị liệu tâm lý đi. Nhưng với điều kiện anh ta phải tự nguyện tới đây. Mấy người mau giao Lâm Nhất Binh ra đây, hắn không thoát được đâu. Quỵt tiền của tao, tao có hợp đồng đó. Còn chơi trò tránh mặt này nữa thì gặp nhau trên tòa đi. B, chị Tiểu Hành, sao chị lại đến đây? Xảy ra chuyện gì thế? Đi thôi, ra ngoài em nói. B đi. Em sao thế? Em làm gì vậy? Em làm sao? Không phải em làm à? Sao em lại làm được chứ? Bọn họ là ai? Chủ nợ. Chủ nợ? Công ty họ xảy ra chuyện. Lâm Nhất Binh đâu? Chạy rồi. Chạy rồi. Lâm Nhất Binh, cô tìm tôi. Sao vậy? Không nhận ra em à? Cô là... Lâm Nhất Binh. Anh có thể mắng em, có thể đánh em, nhưng anh không được rời khỏi em.
Tử Ngọc, em sẽ không làm khó anh đâu. Em muốn nói chuyện với anh. Giờ nhận ra rồi chứ? Em là người phụ nữ bị anh ruồng bỏ đây, Phạm Tử Ngọc. Tôi đã ký hiệp nghị với ba cô. Hồ của cô đã được báo rồi. Ông ấy là ông ấy, em là em. Ông ấy muốn làm gì em không hề biết. Nhưng em muốn làm gì ông ấy không quản được. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi đã đủ thảm rồi, cô không thể buông tha tôi sao? Anh cũng thảm đó, nhưng anh còn cơ hội lật ngược tình thế, anh biết không? Nói đi, cô muốn tôi làm gì thì mới chịu bỏ qua cho tôi? Anh giết em đi, em không phản kháng. Anh giết em thì mọi chuyện coi như xong. Anh có thể ép một người phụ nữ tự sát nhưng lại không dám tự ra tay à? Tôi không giết cô. Là năm đó cô nghĩ không thông, cô tự đi vào con đường cuộc đó. Được rồi, chúng ta không nói chuyện quá khứ, chúng ta nói đến hiện tại. Giờ anh thảm hại như vậy, em có thể tha thứ cho anh, nhưng anh phải bồi thường cho em. Được, tôi phải bồi thường kiểu gì? Mặc dù em đã đổi một khuôn mặt mới, nhưng em cảm thấy giờ em vẫn rất đẹp. Mặc dù em đã mất đi một cái chân, nhưng cơ thể em vẫn như cũ, vẫn là thân hình anh thích khi ấy. Anh biết phải đền bù cho em thế nào chưa? Nhất Binh, anh từng để lại hơi ấm cơ thể mình trên người em. Em cũng ở trên người anh, lưu lại mùi hương của mình. Chúng ta không thể rời xa nhau. Em tình nguyện cứu anh. Không, Tử Ngọc, cô nghe tôi nói. Hôm nay gặp được cô là ngoài ý muốn. Tôi cũng không ngờ cô lại trở thành bộ dạng này. Thật đó, tôi bằng lòng bồi thường cho cô, nhưng giờ tôi vẫn chưa thể quen với gương mặt này. Cô cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ đã, được không? Nhưng giờ em muốn hôn anh. Anh biết không Nhất Binh, anh có biết bao năm qua em nhớ anh đến mức nào không? Tôi bảo để tôi suy nghĩ cơ mà. Được, em có thể cho anh thời gian để suy nghĩ, nhưng mà hậu quả anh tự gánh. Em chỉ muốn biết trong lòng anh rốt cuộc có người phụ nữ tên Phạm Tử Ngọc hay không. Giờ cô ta tên Hinh Tử. Hinh Tử, anh không đời nào thắng được đâu. Dương Tây An. Alo, Trần Lệ Na. Tốt lắm, gần đây đều là Đinh Học Kỳ đưa đón, không có chuyện gì lớn đâu. Tôi vẫn cảnh giác mà. Ba, nước đó hả? Được, số nhà 156.
Giao nước thôi. Con có chuyện muốn thương lượng. Không đâu, vừa nãy gọi điện giao nước thôi. Không phải chuyện đó, là chuyện khác. Ba ngồi đi, con nói với ba. Chuyện khác hả, chị Đường? Chuyện gì vậy? Con muốn nói với ba chuyện làm sao để đối phó với Lâm Nhất Binh. Gần đây chúng con tìm được một chuyên gia. Anh ta nói đối với vấn đề của Lâm Nhất Binh có thể can thiệp tâm lý, nhưng với điều kiện Lâm Nhất Binh phải tích cực phối hợp trị liệu. Vì vậy giờ bọn con đang rất nỗ lực để làm chuyện này. Loại người như cậu ta, nếu chịu đi chữa bệnh thì chứng tỏ bệnh đã khỏi được phân nửa rồi. Alo. Alo. Trần Lệ Na, bà qua đây một chút. Có chuyện. Tôi biết giờ bà đang hẹn hò với một người kém tuổi, không bằng lòng gặp tôi. Bà sợ người ta hiểu lầm. Được được được, không sao hết. Tôi nói bà nghe, Tiểu Hạnh đang ở nhà. Đây là điều rõ như ban ngày, là chuyện của Tiểu Hạnh. Bà mau qua đây đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Ai đây? Lại là môi giới. Alo. Tôi không bán nhà, cũng không mua nhà. Đừng gọi cho tôi nữa. Chúng ta gặp nhau được không? Ai vậy? Tôi là Lâm Nhất Binh. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói chuyện với bác thôi. Có thể gặp mặt không ạ? Cậu muốn gặp tôi? Vậy cậu đang ở đâu?